Hello, xin chào cô anh chị và các bạn. Thì hôm nay tôi Tuấn Hoàng Đại Sa giới thiệu cho các anh chị và các bạn một cái công trình nhà phố Tân Cầu Điện 35 tầng của chủ đầu tư Vương Mấn Hằng ở Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Thì công trình này bên em thi công năm 2022. Thì bây giờ mình sẽ sơ phát qua các 3D diễn quả ha các anh chị. Thì ở đây là cái mặt đứng của công trình. Ở đây là mặt bên. Bên phải mình nhìn qua, ở đây là bên trái mình nhìn qua, ở đây mặt đứng chính, và ở đây cái công trình ở trên mình nhìn xuống. Thì công trình này có phía trước là cái sân nè, cái sân chủ tôi yêu cầu là phải để đủ ô tô 7 chỗ, nên khoảng sân này em chừa 6m1. Ở đây tầng trệt, tầng 1, tầng 2 và ở trên là cái sân thượng. Rồi, bây giờ mình đi qua công năng từng phòng nha các anh chị. Thì công năng ở đó, tầng 1 em bố trí như thế này. Ở phía trước là cái phòng khách, tới là cái sảnh thang. Ở phía sau nó là cái gian phòng bếp. Vì thì phía sau này còn một cái sân sau. Do công trình của mình á, cái chiều dài của nó nằm trong cái phạm vi từ 9-16m nên bắt buộc phải có cái sân sau. Thì sân sau này em sẽ bố trí một cái WC ở đây. Cái WC này thì thi công xong hoàn công nha các anh chị. Bây giờ mình qua sơ phát cái 3D của nó. Thì 3D nó em thiết kế như thế này. Phía trước này các chị, phía trước này là khoảng sân tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4. Đó. Mình sẽ đi sơ phát cái 3D xung quanh đó. Phía sau này thì em sẽ bố trí hai cửa sổ cho hai tầng 1 và tầng 2. Ở trên nó thì mình có một cái dàn mái ở trên nè. Ở trên em sẽ lợp kính cường lực để lấy sáng cho các sân phơi ở đây. Ở phía trước này là cái sân thượng phía trước nha các anh chị. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu cho các anh chị các công năng của nó. Bây giờ mình sẽ đi xuống cái tầng trệt. Đây, thì tầng trệt như phía trước là cái sân thôi. Ở đây là cái phòng khách, ở phía sau là cái bếp. Đối diện cái bếp là mình sẽ bố trí cái bàn ăn ở đây. Ở phía sau đó cái sân sau. Thì gia chủ tôi chỉ yêu cầu là thiết kế những cái nội thất cơ bản thôi. Thì công ty bên em á thì nhận thiết kế thì thi công nội thất luôn ra các anh chị và các bạn. Các anh chị và bạn có nhu cầu á thì alo số điện thoại của em 0919197955 thì em sẽ đến khảo sát và tư vấn cho chị và các bạn luôn. Thì công ty của em thì nhận thiết kế thì thi công các khu vực Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận ở Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Tây. Thì các anh chị và các bạn có nhu cầu alo em sẽ đến và khảo sát của miếng đất của mình và tư vấn trực tiếp cho các anh chị và các bạn luôn. Thì cái cầu thang ở tầng 1 mình lên á, cái tầng trệt mình lên đó chị, thì ở đây thì em sẽ bố trí hai cái phòng ngủ, phòng ngủ 1 và phòng ngủ 2. Và chính giữa nó là cái WC để dùng chung cho hai phòng ngủ này. Thì phòng ngủ 1 thì mình được một cái khoảng ban công ở phía trước nè. Phía trước ban công này em bố trí ban công này 1m2. Thì cái ban công này mình sẽ được cái view ban công này, mình sẽ nhìn ra phía trước là mặt tiền đường. Còn cái phòng ngủ 2 thì em sẽ bố trí ở đây một cái cửa sổ. Do hai bên đã tiếp giáp nhà dân nên hai bên mình không có chỗ cửa sổ được anh chị. Nên mình chỉ được cái cửa sổ phía trước và phía sau mà thôi. Rồi, đó là sơ qua cái tầng 1, cái tầng 2. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu cho các anh chị cái tầng 3. Thì cái tầng 3 của nó thì cũng giống như cái tầng 1 thôi. Ở đây thì mình cũng được cái phòng ngủ 3 và phòng ngủ 4. Tương tự cái phòng ngủ 1, phòng ngủ 3 thì mình cũng được cái một cái ban công. Và cái phòng ngủ 4 thì mình cũng được cái cửa sổ để lấy sáng, lấy gió cho ở đây. Và chính giữa thì mình, cái toilet này thì mình dùng chung cho hai phòng ngủ 3 và phòng ngủ 4. Rồi, bây giờ mình sẽ lên tiếp sân thượng ha chị ha. Rồi, ở trên sân thượng á, ở trên cái tầng tâm ở trên á, thì ở đây thì mình sẽ bố trí cái phòng thờ. Do chủ đầu tư không yêu cầu bố làm cái bàn thờ ở đây, mà chủ đầu tư chỉ cần xây một cái mễ ra này thôi, để họ đặt những cái gian thờ lên đây. Thì tương tự ở đó, phía trước mình được một cái sân thượng phía trước đây. Mình có thể đặt một cái góc bàn ở đây. Một góc bàn ở đây để tâm sự gì đó, nhậu nhẹt gì trên đây. Và cái view nhìn ở đó
thì mình sẽ nhìn ở phía trước mặt tiền đường. Tương tự phía sau. Phía sau đây mình được cái sân phơi. Thường thường cái sân phơi em sẽ bố trí ở đây, em sẽ làm những cái lam sắc hợp á. Nhưng do chủ đầu tư yêu cầu xây kính hết nên em sẽ xây kính phần này. Đó. Như thế là sơ qua công trình nhà phố Tân Cổ Điển 3,5 tầng. Ở trên trên tầng mái thì mình sẽ bố trí những cái máy năng lượng mặt trời nè, máy nước nóng nè, cái dàn nóng lạnh của cái điều hòa thì mình sẽ bố trí ở trên cái tầng mái này anh chị. Rồi, thế là sơ qua cái công trình nhà phố 3,5 tầng. Đến đây là hết. Cảm ơn các quý anh chị và các bạn đã xem video này. Rồi, xin chào tạm biệt.